Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh tô màu mình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cánh chôm chôm mình nha mọi người ơi. Ok, chúng ta sẽ tô màu nha. Hãng gì không biết thôi, chứ đúng thật là cái ô tô. Làm gì thì vẽ được hãng gì. Chôm chôm một tí mà thực ra là màu hồng, nhưng mà kiểu nó hồng này của nó bị pha tím. Đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người ấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu với chiếc xe ô tô nha mọi người. Xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu hai chiếc xe này sẽ như thế nào. Thank you.
một cà bình được. Ok, vậy mình sẽ tô màu xong bức tranh này dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.